Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay vừa lên trên Thái Nguyên đây. Anh em trên Thái Nguyên ngủ hết rồi. Còn mấy anh em nhà tôi thức thôi. Đấy, giờ này thi thoảng mới có thời gian livestream chứ toàn để thời gian ngủ thôi. Từ đợt chân bị đau là mồm cũng đau theo là không nói được. À, xin chào mọi người xem đầu tiên này. Lên từ từ tôi lên quá thì gãy cánh. Cảm ơn nhà đầu tiên gái nhỉ. Đây đang dùng wifi là mạng ấy nhỉ. Rồi xin chào Nguyễn Quang Anh nhá. Chào Nguyễn Ngọc Túy. Chào tất cả anh em. Đấy, tốc độ lên được gần được lít rồi. Có anh em nào ở Thái Nguyên không thì ra quầy thật mạnh chơi nhá. Đây có một số anh em đang tụ tập. Hello mọi người nhá. Ôi được có 16 non đấy nhỉ. Bây giờ được ca người xem nói chuyện nhá. Còn nếu không nếu mà không được ca người xem thì mình lấy cưới. 200 rồi. Ok. Chào tất cả anh em. Đấy còn 800 anh em nữa xem. Đấy là bắt đầu tốc độ lên rất cao. Tại lâu lắm nó không live stream anh em, chắc anh em cũng nhớ rồi đúng không? Anh đỡ rồi. Hôm bị ngã thì chân không đi được. Mấy hôm nay thuốc men đầy đủ thì chân nó đỡ sưng lên rồi. Nhưng vẫn phải lết. Chương trình cuối tuần này vẫn tổ chức quay bình thường nhá. Lại bấm lại số phim cuối cùng. Đấy. Anh em nào mà lên lịch thì cứ như vậy mà Tiến. Em chào anh Tiến nhá. Cái dùng quá. Em gọi vợ này là bảo uống ít thôi. Đã được gặp vợ đâu. Anh em bủ cái quả sẻ lên mấy trăm người xem này đang 268 có vẻ hơi non. Thế nhưng đường truyền hơi kém phải không? Đấy. Đã để mạnh đạp vào đây cái. Cái gì đạp mình nói to nó sao đây. Phải lên 5k thôi. Lên khoảng 1k là đẹp rồi. 2k thì. Đấy. Đấy, nó túi, nghe nó túi. Hôm nay vật anh hiểu này. Đấy. Hiện tại anh em đang ở nhà thật mạnh nhá. Xin chào anh em Bắc Giang nhá. Anh em nào ở Thái Nguyên thì ra chỗ Samsung Thái Nguyên nhá. Tại anh em đang có 1 lít bia uống tiếng rồi. Đến giờ còn khoảng 50ml nữa. Em về nhá. Ăn xong rửa bát nữa về à? Em về nhá. Hôm nào rảnh 1-2 giờ đêm qua nhà anh chơi nhá. xin chào Văn Quang. 300 người xem rồi, bắt đầu lên rồi. Anh em bủ cái quả sẻ đi cho nó ta tốt hơn nhá. Rồi xin chào anh em 20. Hiện tại thì Mãi đang ở Thái Nguyên đây. Lên buổi chiều nay. Đợt rồi đau chân nên là hạn chế live stream thì cứ live stream là để đau chân. Đấy. Thế hôm nay đỡ rồi. Không đau ở chân nữa, đau ở đầu rồi. Rồi anh đang ở Thái Nguyên đấy nhá. Anh đang ở trên Samsung Thái Nguyên. Anh đang anh em Thái Nguyên đâu vào chào nhau cái nhỉ. Anh em thì đang ngồi uống bia cho mạnh thì kiêng bia không uống được. Nên là ngồi xem thôi. Là chỉ nói chuyện với anh em cho nó vui. Xin anh đỡ rồi nha. Đợt rồi vì có không may thì bị tai nạn nghề nghiệp một tí. Nhưng mà được rất nhiều anh em quan tâm hỏi thăm. Thậm chí là khi bị đau có rất nhiều anh em thích. Mạnh cũng vô cùng vẫn phấn khởi. Đấy, chỉ có trong đó là khoảng 0.1% là buồn thôi. Nên còn khoảng cho đâu đấy khoảng 3k4 người thích. Đấy, tức là thích bị đau. Không phải là biết nói cái gì nữa. Chỉ biết là vui thôi. Kiểu anh em vui thì mình bị đau ấy. Anh em bủa quả sẻ đi chứ vừa sau mà trên 300 bây giờ tụt xuống có 274 này. Đấy, thì hơi non.
Kêu đã đủ một ca anh mạnh tự công bố yêu. Yêu mới. Anh đang ở trên son sông Thái Nguyên nhá. Cái gì ngon em ơi? Hôm nay em đá bóng trên công an 9 tầng á. Anh mới đi mà nên không gặp anh đâu. Mấy hôm nữa anh về nhá. Anh không lên đây chơi với anh em thế này, là lâu không chơi nên là nhớ anh em thế này. Anh ơi bán lại cho em dây mua giá cả mới. Thực ra là vì đợt này đi quay nhiều nên là sắm quả dây bạc sau rồi xi vàng đeo ấy. Chứ cũng có vàng để đeo đâu. Nói như kinh tế khó khăn, để đâu nào mà đeo. Ok Văn Dương, xin cảm ơn tất cả anh em. Ngọc Tình đang ở đâu à? Ngọc Tony đang ở đâu rồi? Qua đây chơi nào. Phim thì chắc khoảng nhanh thì phải hơn một tuần nữa. Nguyễn Hoàng Đạt ơi, đang đâu anh trai? Rồi chào tất cả anh em nha, anh em chào nhiều quá là Mạnh không chào từng người được. Để chỉ chào combo anh em thôi. Anh em là yêu quý lại bổ cho quả xẻ cho nó xem rực rỡ đi. Đấy. Em là Samsung à, Samsung em ra cổng 2 năm Samsung nhá. Nhìn nhà hàng thật mạnh ấy. Đấy, bọn anh đang trong nhà hàng nhá. Anh vừa lên đây xong Đạt ơi. Định sáng mai thông báo anh em đi ăn sáng, không muốn thông báo tối. Tối ngủ nghỉ. Cho vợ xem phát. Cho vợ anh quả mẹ. Là có các em nó cục nó đi ăn đi nhậu nó phải bảo quay cho vợ xem phát, không đánh bỏ mẹ. Đấy còn bình thường mà nó đi quay nó không cho vợ xem thì về nó đánh một phát rồi bỏ mẹ nó. Chán lắm. Đầu tuần sau bắt đầu bấm máy anh em nhá. Hiện tại thì trên này Mạnh kinh tế khó khăn, không có tiền điện đóng nên là anh em đang phải thắp đèn dầu để live stream. Đấy, có hơi tối một tí thì anh em thông cảm. Xin cảm ơn Nguyễn Mọt. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream của Mạnh nhá. Có vẻ như đang non dần, còn nó 253 anh em đang xem kìa. Anh chào anh, chào anh em, chúc anh em sức khỏe, buổi tối vui vẻ nhá. Lê Thao đang gần Samsung thì qua cổng 2 Samsung nhà thật Mạnh nhá. Qua đây rồi chơi với anh em anh. Bọn anh đang ở đây. Mỗi tội ở đây mất điện thôi. Là đang phải dùng đèn dầu. Ok, anh em đang gần Samsung thì cứ qua đây. Cổng 2 năm Samsung Thái Nguyên. Nhà hàng thật Mạnh nhá. Khi ra thì anh em không cần phải mang cái gì đâu. Ở đây đang có bia rồi. Chỉ thiếu mỗi là thịt chó, thịt mèo, thịt dê, thịt lợn thôi. Bia đang còn rất nhiều. Anh chưa khỏi chân. Chân nó đang đi một chân viết, một chân lại xóa. Cẩn thận. Xin chào Nguyễn Văn Hóa, anh cũng yêu em luôn. Đấy. Mua cái gì? Mua thuốc à? Mua thuốc làm gì? Lấy thuốc của anh đâu? Thuốc ấy kìa, thuốc thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh thôi là đốt. Xin chào tất cả anh em. Đúng rồi, đợt này đang bận thì chưa có thời gian livestream, chưa có phim cho anh em đâu. Nó phải nhanh nhất phải một tuần nữa mới có, hoặc là phải đến 15 ngày nữa. Anh em thông cảm, đợt này bị tai nạn chân tay thì không đóng được rồi. Đấy, xong rồi số thì hoãn lại. Đấy, giá nó bảo đau mồm thì mình còn đóng phim là võ thuật không thoại được, hoặc là thằng gã thoại cho. Chứ bây giờ chân đau mà chả ghé rồi đánh nhau lại cứ vừa chạy vừa đỡ đau ấy, thì nó khó. Đợt trước thì dùng súng này nha, nó biết rồi, đợt này dùng súng nhiều, nó biết là súng giả, nó chẳng sợ, nó chẳng chạy nữa. Cũng khó. Đợt này là mấy ba xã hội là chuyển ra là đóng chai bia ra biếc với cốc kia cho nó an toàn. Đấy, chứ còn cứ động tí lôi súng ra là anh em biết súng giả không chạy nữa, nó lên phạt. Khổ lắm. Đấy, có anh em căm ở anh xem kiểu gì chứ anh rút súng ra mà những khoảng mười mấy anh em xăm chỗ tái hết mặt đi lùi lại, nhưng mà hai ông quán nước bình tĩnh vẫn cứ nhìn anh. Không bản linh thật đấy. Anh em nói tôi mới giật mình, tôi mới nhớ chứ tôi không nghĩ là vậy. Nhưng mà thông báo anh em là tại vì là hai ông đấy thì một ông là điếc,
Còn ông kia mù, ông điếc thì lại nhìn anh em tôi, còn ông mù thì lại quay lưng lại. Đấy, hai anh em đang nói chuyện nhau nên lúc đấy là không nhìn thấy gì. Khuyên một số thanh niên là khi mà xem xong những bộ phim xã hội của Thật Mạnh đóng là quá nhiều anh em bảo là xã hội này không cần tiền, không cần anh em bạn bè đông, chỉ cần sắm cho mình một khẩu súng là an toàn rồi. Thế thì anh em là đừng có tư tưởng đấy, không là anh em sẽ được ở trong kho dài dài đấy. Thực ra là anh Sam là được cô em nó kỷ niệm, bởi vì khi nó mới học nghề ra xong thì nó chưa tìm được ai Sam, thì nó gọi anh về để Sam kiểu chuột thí nghiệm ấy, thế nó cũng chẳng nỡ lấy tiền của anh. Anh ăn rồi. Anh sáng thì ăn sáng, chưa ăn trưa rồi, tối thì anh chỉ hít khí rơi uống nước lọc của sống qua ngày thôi. Thế đợt này làm không ra tiền cũng không dám ăn. Chán lắm. Ok, xin cảm ơn Trần Thị Nữ gì ạ. Hiện tại bạn bè em bị full rồi nên là không kết bạn ai được. 300 anh em đang xem buổi quả sẻ cho nó lên khoảng 400-500 người đi cho tình cảm rực rỡ. Có câu chuyện câu trò thì anh Mạnh kể nó còn đỡ phí, kể mà người nghe người không nên là cũng buồn. Chân anh thì đỡ rồi, nó không ra máu như cái hôm bị đau nữa. Từ đợt khâu giờ là nó hạn chế ra máu, với lại nó không bị hám miệng cái thương nữa rồi. Bác sĩ đưa anh vỉ thuốc bảo là em về em xem bố trí là em uống hết vỉ này là em khỏi. Thế thì anh em thì cũng nhắn tin với lại hỏi thăm với động viên với lại Căm bảo là anh khỏi phim, anh khỏi chân nhanh đóng phim cho em xem. Chứ anh không đóng phim bọn em không có xem phim để xem. Thế là cũng là vì muốn nhanh là đóng phim. Với lại nghe lời bác sĩ là uống hết vỉ khỏi, là ngày hôm qua là Mạnh đã chơi hết 2 vỉ, uống dồn trong một ngày nhưng không khỏi. Thế sau đây bệnh viện cấp cứu lại xong thuộc. Lên hỏi bác sĩ lại, bác sĩ bảo là không, một vỉ đã uống trong vòng 2 tuần. Đấy. Thế là cũng chán. Thế là mình cứ tưởng uống phát khỏi ngay. Thế là anh em nào mà có bị đau mà bác sĩ dặn là uống hết rồi rồi khỏi là phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhá. Chứ không là cũng chết dở. Đấy. Như tôi để yên là tôi cũng đỡ hơn rồi, tại chơi hết vỉ đấy rồi bị hơn. Nôn thốc nôn tháo ngày hôm qua giờ. Chưa kể là lên bệnh viện tìm bác sĩ thì bác sĩ sợ quá chạy. Thế sau tôi điện bác sĩ bảo là anh không phải chạy, em đến em xin liều thuốc khác. Thế em uống hết mất rồi. Đấy. Chào tất cả anh em. Đấy, đang có 261 anh em đang xem này. Ok nhá, hơi non. Anh em đang bổ quả xẻ chứ. Đã bảo là phải được 1k thì sân mới tự khỏi, và không tin. không phải Thái Nguyên được không anh á? Được em ơi, à, ý anh là đang ở Thái Nguyên thì anh em ở Thái Nguyên đã chơi với anh thôi. Anh ở nhà mấy hôm nó bí bách lắm. Đấy, lên được 294 rồi kìa. Đấy. Đợt này lên Thái Nguyên mà anh em có bạn gái mới chia tay hoặc mới tán được về thì bố trí dẫn qua nhà anh Mạnh chơi nhá. Khi đi thì bảo bạn gái tắm rửa sạch sẽ, khi về thì bảo bạn gái ở lại. bác sĩ bảo là không cái thuốc nào bằng cái thuốc đấy. Đấy, thế là anh em nào mà muốn mà nhanh khỏi đóng phim thì có với anh em cái nào. Đấy, lên 300 người xem rồi đấy. Vẫn hơi non. 300 anh em thì mỗi anh em bổ nửa quả thôi thì sẽ được lên khoảng là 150 nữa. Anh em chỉ xem thôi xong cười thôi, chả bổ gì cả, lúc đó cũng buồn. Anh đang ở Samsung nhá. Thì chả giấu gì anh em mà nghe thấy anh em trên này bảo là trên này nhiều gái lắm. Anh có lên xem mà bố trí cho nhanh khỏi. Tôi thì cái gì thì tôi không biết, chứ khoản gái tôi cũng thích. Thì lên thì nó dẫn ra ngoài đường xem. Nó dẫn ngoài đường là xem từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối mới hết gái thật. Thế mà tôi chẳng khỏi gì cả. Đấy, thế nó bảo là không, anh xem anh phải dùng, anh xem không nó không khỏi. Đấy, thế nói kỹ càng thì mình còn biết đường chứ nói cứ nửa mùa vậy đâm khó. Đấy, rồi. Không, đây là nhà hàng của anh nhá. Anh em nào mà trên ổ đấy, lên đến 300 năm mấy rồi kìa. Đấy, anh em mua quà xẻ đã khác ngay. Em lấy gì? Thôi rồi, em đọc quật đấy. Tốt. Không, đây không phải kia. Cứ kể đi.
Ok nha, xin cảm ơn tất cả anh em đã lên 350 rồi. Ok anh em ở Thái Nguyên thì qua đây chơi. Đấy. Ở đây thì anh em hay tình cảm lắm. Cứ ai đến chơi không cũng cho 50-100. Đấy. Cứ muốn lượt đi là có một lượt đến. Đấy, cũng thích. Em nói vậy chứ chẳng lấy tiền của anh em đâu. Anh em đến chơi là quý rồi. Đấy, có thì mua quả cân hoa quả đến để anh em cùng ăn cho nó vui. Anh ở cổng 2 Nam Samsung Thái Nguyên nhá. Đấy. Vâng, đang ở trên Samsung Thái Nguyên này. Rồi, xin chào Phạm Quang luôn nhá. Anh ở đâu cho được đi á? Anh ở cổng 2 Nam Samsung Thái Nguyên. Đấy. Anh em nào ở Samsung Thái Nguyên thì cứ lên đây chơi với anh. Mãi cái này hay bị tuột thế nhở? Có cái nào? Đâu? Đấy là điện thoại cứ rơi liên tục. Không phải nó bị tuột cái gì à? Rồi. Ok chưa? Được rồi, ngon rồi. Đấy. Anh em để lại rời. Thôi thì chỉ một lần thôi, động nhiều thế, cứ bỏ ra đi. Được rồi. Và không giấu gì anh em, tại con bé đằng sau nên anh em ngồi ăn uống cứ làm giải háng á. Thằng Bi cái chẳng chịu đỡ nào máy. À, anh em chỉ nhìn tôi nhá, chứ không được nhìn cái góc bên đấy đâu. Đấy, nhìn nó lại khó chịu. Đấy, trên này toàn anh em thì chưa có vợ, chưa có người yêu. Em là nhìn thấy cứ rối tung nó mù lên. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, nói không nghe. Cậu lừa anh rồi. Anh Mạnh thấy em không? Anh thấy rồi. Mày hút thuốc gì đấy? Sao nó mùi gì khác không phải mùi thuốc? Như xì gà. Thằng Đức. Thằng Đức. Thằng này nó dọn này nó chơi cái xì gà. Tay dấu rồi, tay dấu. Đúng rồi. Tôi không hút thuốc nhưng mà đợt này đau chân thì thôi làm tí nó gọi là mà hết rồi sao? Còn cậu 16 này đi ơi. Chào mọi người đang xem nhá. Anh em đang xem bữa tôi quả sẻ. Mời anh em chào 110 người đang xem. Tôi 10.000 mà lại 110. Nên 3 lít rồi. Anh em mọi người bỏ quả sẻ nhá. Chào Linh nhé. Đặt cho cốc bia để... Chào Tuấn Đen bảo chân đau vẫn đạp máy bình thường. Anh nói thật với em là anh không biết cái môn đấy. Chán lắm. Mà toàn để chị em chị đạp thôi. Anh có đạp được đâu. Đấy, xin chào Thế Sơn kìa. Ok nhá. Ê, sáng mai anh em nào mà rảnh rỗi thì 5 giờ sáng anh em hẹn hò gặp nhau tí nhá. Sau rồi để 6 giờ anh bắt đầu ngủ tiếp. Ai giờ này chán lắm, từ đợt đau chân rồi là đêm chỉ toàn nhắm mắt để đấy thôi. Đêm có 5 canh thì một canh đầu là ngủ được, còn những canh sau thì ngủ giống canh đầu. Đâu, anh em là bảo cái gì nhỉ? Anh Mạnh đi cái gì? Anh Mạnh đi anh quyết ở nhà ăn mì tôm. À, ăn tôm hùm á. Đấy, thằng ấy mất dậy lắm. Có dậy đâu. Anh ở nhà thì cấm mua tôm cho ăn. Đấy, xong rồi anh đi thì mua tôm. Đây anh em thì cứ nhìn anh em thôi, tình cảm với tôi nhưng mà không tình cảm đâu. Đấy. Đi ngay biết ngay. Chán lắm. Thế là bạn gái của anh có bao giờ cho nó chén đâu mà. Anh toàn chén một mình thôi. Sáng mai qua chơi với anh ok nhá. Đấy. Anh em ở Thái Nguyên sáng mai 5 giờ qua chơi với anh để 6 giờ anh phải về anh ngủ tiếp. Đấy, em cũng muốn chán ngay nhá. Đấy. Nè, tôi xin lỗi tất cả anh em nhá. Từ ngày Mạnh live stream thì Mạnh cũng chưa bao giờ biết chửi tục ai đâu. Đấy. Nhưng hôm nay lại có một thanh niên tên là Thương Đỗ Văn. Để bảo là thằng L. Đấy. Nhưng mà nói chung là thằng này thì nhìn cũng đẹp trai. Mà muốn tội là răng hơi sún. Chắc là tại nó để cái đấy lên mồm nên lúc nào nó cũng bẩn nên là không mặt răng. Thế thì anh khuyên chú là chú nên đi về hỏi lại mẹ chú xem là ngày tháng chú đẻ ra là ngày nào. Nếu mà nó mà xấu ngày quá thì anh khuyên chú là lên giữa cầu rẽ phải hoặc rẽ trái anh được nhá. Đấy.
anh không trêu chồng thì chú nhảy ở đây, chú bảo là thằng L đấy. Và nói chung là thanh niên này là bị dị tật ở mắt rồi chứ không phải ở mồm, chứ như kiểu là thằng này đang nhìn ai cũng ra cái đấy ấy. Nên là anh khuyên chú là hạn chế về nhìn bố mẹ ít thôi, bố mẹ chú ấy, xong mà họ hàng vậy thi thoảng nhìn thôi, đừng nhìn nhiều tội ông bà ra nhá. cho ra đảo luôn rồi xong rồi đấy, chỉ thế thôi, xong cho ra đảo rồi anh em ạ, chứ không có hơi đâu mà tiếp chuyện với mấy thanh niên gọi là có đầu nhưng không có não đấy, khổ lắm đấy. Thôi bây giờ quay lại chương trình anh em mình live stream nói chuyện nhau tiếp. Anh em thấy không, đang hơn 300 anh em đang xem, đang chuyện trò hỏi thăm nhau rồi nhìn nhau quý mến này, lắm anh em còn bảo đẹp đấy, mà tôi nhìn tôi mãi mới thấy đẹp ấy, mà tôi quay nó bảo như thế không được, nhưng mà mình chỉ khuyên nó là như thế thôi đấy, còn nó về nó yêu quý bố mẹ nó mà cứ nhìn liên tục thì cũng tội đồ thật. Mà nói thật với anh em là nói vậy chứ nó nhìn bố mẹ nó vậy xong rồi lại mình cũng lại thương hại cái L, nhưng mà nó đẹp như thế mà mình. Thôi rồi, trở ra cái gai nhọn, mình nói chuyện cho nó chán lắm. Xin chào Trần anh Nam. Nói thật với anh em, tôi quả sau là tôi muốn chỉ tục lắm đấy. Thì tôi không phải là cũng được nề nếp như anh em nghĩ đâu, nhưng mà ở đây là bao nhiêu anh em đang chuyện trò, đang tình cảm. Mình không muốn vì một cái thành phần cô nhếch mà lại ảnh hưởng đến tất cả anh em. Không muốn vì một cái đấy mất hình tượng với anh em nó không hay. Đấy. Còn, à cái là sau anh thì là bạn gái của những thập niên 80 đấy, lúc đấy anh chưa đẻ. Anh bảo cái thời đấy bảo còn ngon lắm, phải chụp lại để anh em xem dần. Rồi chân anh thì ok đỡ rồi đấy, mọi chuyện lại trở lại bình thường không sao nhá. Xin chào Quang. Anh khỏi chân ở Quỳnh Cun nhá. Anh em uống bia đi. Đấy nghe Quỳnh Cun mà rạo cái ghét cả lên cổ ấy. Mai Thanh Sơn anh bảo là cho vai quần trúng ok anh ơi. Anh có thể vai tay trúng còn được, đó là quần nó áo trúng còn được nữa chứ. Đau bụng quá anh ơi ha. Không phải ạ. Vì nếu mà mình cứ ở đấy mà mình chửi nhau với nó là thành có hai thằng láo tét. Đấy. Mình thì được cái là mình láo gọn. Đấy, bố anh dặn rồi. Đấy. Có cần được phép láo thì phải láo gọn đừng láo tét. Đấy. Nên là không sao cả. Anh thì đỡ rồi. Đấy, hết lửa rồi. Em chào anh Sơn nhá. Anh khỏi chân rồi, đỡ rồi. Hôm qua đi còn thận thọt chứ hôm nay đi thì thọt hẳn rồi. Nay đang đi vui quá thì nói sao chẳng giấu gì nhé em thì tại ở nhà cứ mấy hôm. Tại ở nhà cứ mấy hôm thì nó cũng vứt rứt. Nay được xuất ra ở ngoài thì nhìn thấy gái đẹp là chân tay rối tung, hay là đường thì không nhìn, cứ nhìn gái nó sút phát là vỡ nửa gạch rồi. Đấy là chân nó xẻ đuôi rồi. Thế là mới ngồi một chỗ này chứ không rồi tầm này vẫn tư tưởng. Đấy, chán lắm. Đúng rồi. Và đang qua láo nhưng mà láo gọn chứ không láo tét. Ủa thần gọn nó quanh cái quần áo. Anh định trêu em làm gì đâu. Rồi xin chào Trần Bùi Quốc Toản. Đây nhá, đấy là Trần Bùi Quốc Toản là một những thanh niên mà đợt trước anh live stream mà cũng có nói tục. Anh sau ra nhắn tin bảo anh lúc em đang live stream anh là em thì anh đang rửa mặt. Thế thì bạn em cầm máy bạn em nhắn. Thế thì em xin lỗi anh. Đấy. Thế đấy là một trong những thanh niên Trần Bùi Quốc Toản. Thế hôm đấy anh cũng mắng nhẹ mày đấy. Gọi là láo gọn đấy. Mà sau hỏi ra biết là Trần Quốc Toản là sinh năm là năm nay cháu mới được có 9 tuổi. Mà cháu đã chơi vây rồi, khổ lắm. Ê, chú dặn rồi, khi nào phải khoảng 18 hoặc 20 tuổi thì nên chơi phây. Còn nếu dưới 18, 20 tuổi thì nên chơi gái đi. Lên trong nó nhanh lớn. Đó, chiều anh em vậy chứ anh em đừng có về xui con chứ cháu mà chơi chết dở đấy. Ê, chúng nó chơi là mình hết lượt chơi đấy. Chứ giờ là chị em phụ nữ là toàn thích trai trẻ thôi. Chứ mà để chúng nó chơi là anh em mình là già rồi. Nó mà lấy cái gì chơi. Chào Việt Trung nhá.
Ở đây có Vũ Khánh Huyền, chị rất thích những tiểu phẩm hai em đóng. Xin cảm ơn chị Vũ Khánh Huyền. Em cũng rất thích chị, nếu mà quay thử lại thời gian mà chị năm nay 18 của em thì với chị là em phải tán chị bằng được. Đấy còn chén hay không thì em không biết. Em chia với tôi nhá. Chứ không chị đã cho em địa chỉ hết rồi. Hỏi gọn Phây ở đây sao nào? Hỏi gọn Phây bạn gái em đang đóng gặp em gái tôi đi xếp vợ à không được em gái tôi là Phây đấy, là Phây của cái nhân vật em gái tôi trong cái bộ phim anh đóng là vợ của bạn anh. Thì chẳng giấu gì anh em mà thi thoảng anh cũng mượn vợ nó đi đóng một vài lần đấy. Nhưng mà từ đợt mà đi đi thông mất 3-4 ngày đóng là từ đợt đấy là bạn bè tình cảm xa cách đấy, ai với nó là ít chơi với nhau nữa mà anh chỉ chơi với vợ nó thôi. Thế là anh em hỏi Pay là không cho được à. Chán lắm. Quán của anh nhá, đấy, quán của anh ở cổng 2 Nam Xuân Thái Nguyên. Anh em 200 anh em xem bổ quả xẻ và xong lên 400 anh em rồi xong bây giờ tụt lên non chán thế nhỉ. Ok nhá, hôm nào anh về rồi anh em cứ xuống. Nói thật với anh em là hôm trước anh em đến nhà thăm nhiều quá nhưng mà tôi không có mặt mũi nào gặp anh em cả. Bởi vì lúc đấy tôi đang bận ăn. Thế mà anh em đến thì không mời anh em ăn thì không được. Thế mà mời anh em ăn thì nó tốn. Để lúc nào anh em thật rảnh rỗi mà không có cái gì ăn thì anh em cứ đến tôi chơi. Đấy, khi đi thì nhớ cầm quà cáp để anh em cùng ăn nói chuyện rôm rả. Ví dụ cuối cùng thì đầu tuần này sẽ đóng nhá. Đấy. Ok. Thật mạnh cho hỏi đau ở đâu á? À? Chán lắm. GAV là cái loại phim gì ấy nhỉ? Bây giờ chuyển nó gọi là phim cho manh cho biếc đi hay là phim bì gõ đi, cứ mấy cái phim tiếng nước ngoài thì nói không sõi. Anh ở cổng 2 Nam Son sông Thái Nguyên nhá. Đúng rồi, tình cảm bạn bè đi xuống nhưng mà tình cảm anh với lại bé gái thì đi lên. Đấy, cái gì nó có cái sự được mất nó song song thì không sao. Chứ cả hai cùng đi lên thì nó cứ hai dân vợ nó lên anh thì cũng chết dở. Đấy, hết rồi. Đấy, lên thì chỉ là tao nói chuyện thì không làm gì được. Chứ nếu mà tình cảm anh nó đi xuống nó ngại gặp anh thì nó chỉ để vợ nó đi thôi. Đấy, còn nhiều chuyện để nói. Đấy, xin chào Phạm Quang Dương này. Đấy, đây cho anh em xem anh em tí, anh em tôi đang mỗi người cái máy điện thoại để